gặp Hạ đó. Gặp Sơn Cỏ ở đâu vậy? Dạ, 40 phải không? À, 40 đây. Đây hả? Dạ dạ. Về hai bao keo đi. Bao ạ, 5 ký. Mình đi tới đây để mình mua gạch, mình lót cái cần trái của mình nè. Cái này nhiêu thước em? Giá nào? Mẫu này thì 115 ngàn thùng. Vậy hả? Dạ. Ừ, mẫu nào 110? 110 là mẫu này. Nãy nhám mà nó nhám mẫu cỏ này. Em mới về hai mẫu. Vậy hả? Dạ. Này 110 đi hả? Dạ. À. Vậy cô nhớ rồi bà cái cả nhà. Vậy cô lấy mẫu này đi. Mẫu này cho nó xài nhiều hơn. Xài ít. Xài cho 10 19 thùng, 18 thước. Hôm qua hỏi anh Linh đó. Dạ, tại nó có nhiều mẫu nha cô. À. Tại có loại 110 là chỉ báo là hai mẫu đó con đặt số lượng nhiều. Còn này con đặt hàng. Đặt cho nên là nó hơi cao hơn. Dạ, giờ mơi mình làm có không? Cô sợ không kịp á, tại hả? Đặt cô sợ gửi. Thì kêu thợ mơi làm rồi. Cô chịu mấy mẫu này không? Cái nào mà lăn láng đừng nhám, nhám cái nó dính. Nhám cái nó dính đất coi tổng mà đi cái mình nó dính tổng kỳ nó không ra. Cái này thấy nó đẹp mà nó nhám nè. Này nhám thì nó dính đi nó dính nè. Không biết nó dính thì mình kỳ sợ kỳ nó cái không ra. Nó không có trơn. Không trơn còn đi sợ nó dính mình kỳ nó không ra. Này đẹp nè, cái này mới về. Nó đẹp mà không biết đi nó dính đất mình kỳ nó ra không? Nó dính này cái nữa. Này có thấy vậy nó nhám nè. Nhám nhưng mà nó không có kiểu mà mấy cái hôm hở mua gạch nhà tắm nó cũng nhám nhám giống như là kỳ sạc muốn chết luôn á. Nó dính. Cái này thì đẹp nè. Cái này gọi mơi làm hả? Ừ. Chứ sợ sáng mốt á. Là không kịp ha. Còn cái này cũng 110 hả? Dạ, mấy cái này nó hơi trơn. Ừ, cái này trơn. Lót xong, cái này cũng lót trong nhà. Ừ, trơn. Cái này. Đó, cái này. Cái này thì nó nhám, bông nó đẹp. Ở đó đẹp. Nó sáng. Này 18 thước, Quang Linh hơn 18 thước thì mua 19 thùng. Dạ, 19 thùng. Ừ, lấy cô 19 thùng này. Rồi. Mình xuống đây mình mua gạch mình lót phần nước thôi. Có cái nào cho nó. Cái này đi. Cái này nhiêu thước? Ăn thùng hay gì? Hả? 130, có mấy 120. Cái này có không? Này có không? Dạ cái này em đặt. Nghe hả? Sao cái nào đụng vô cái nó đẹp nó cũng đặt hết. Chú ý tại nhiều người hay xài nhám á. Ờ. Em lấy về hàng nhám nhiều. Còn cái này? Mấy cái này cũng này, đặt. Này có không? 130. Này có không? Dạ có hàng nhưng mà cũng phải đặt thôi. Vậy hả? Dạ. Còn cái nào có sẵn hết? Còn mẫu nào có sẵn rồi chỉ đi. Rồi để em lấy. Ừ, thò này nhám nè. Dạ. Nó cũng vừa hết, mới bán rồi. Giờ nên giờ em phải. Nó màu sáng sáng vậy nè, nó sạch. Cái mình rửa cái nó xong tinh. Cái dân chị 12 cửa với 16 cửa ra bao nhiêu mét vuông ạ? 12 mét rưỡi với 13, 16 mét rưỡi. Đề hãy gái, đi đề gái là vô là mình nhân lên. Ừ, mình nhân lên hai cái mình nhân lại. Mình ra nó ra mét vuông. Ôi nhiều 200 mấy dữ ạ. Đâu dữ ạ? Tại nhân ra cái này là mét 1
không phải, hay là 1m2 1m25 chứ không phải mười mấy mét, 1m25 với 1m65 nói lộn, 1m1m mấy à, có 2m6 2m5 vậy hả, vậy là mua nhiêu viên đủ ta, 23 viên, 23 viên. Vậy mua 23 viên, vậy mua cái này đi, có lấy có sẵn luôn đi, đừng cho nó mận đi, thế để 23 viên này, 23 viên đủ không? Dạ đủ. Để thiếu mất công chạy qua nữa. Một mét mấy? Dư thì mất đem ta tả. Nãy chị nói là 1m6. 1m65 với 1m25. 1m25. Cái này cũng được, kệ rớt thằng nước cho sạch. Có mấy sò đẹp quá mà không có. Dạ, nó mới vừa hết luôn. Này mua ít hay còn ít cũng được ha. Dạ, như em mới bán, mới vào hôm qua kia. Vừa hết luôn. Ờ. Cái mẫu đó thích. Ừ. Chị sớm cái... xíu là còn sẵn. Ừ. Cậy lấy này đi. Mà đặt khoảng 2 đặt ngày, 2 3 ngày mấy dạ. Thằng Thảo đi mần Thanh Minh. Ờ Thảo thân mần Thanh Minh trơn. Dạ. Vì hổm đây là mẫu quá trời. Ừ, đây là mẫu quá trời ha. Giờ tính tiền cái gạch gạch hồi nãy 19 thùng hồi nãy. 19 thùng nãy là 2.090.000. Còn này thêm 250 nữa. 2.090.000 hả? Giờ tả đá trước đi. 2.340.000. 2.340.000 hả? Là hết luôn á. Vậy hả? Loại luôn á. Còn cái không kia là nhiêu, cái kia không á? Cái nào? Cái hồi nãy á, cái 19 thước, 19 thùng. Là 2.090.000. Ừ. Còn cái này có 250 à, chưa có 250 à, là 2.340.000. Chị cho em lại số điện thoại đi chị. 039 7920 950. Hôm bữa cái bồn nước giao chị chưa ta? Giao rồi. Ừ. Rồi giao chỗ cũ đó đúng không chị? Giao chỗ cũ đó. Chuẩn bị chuối xong hết rồi nè, chị ở Bình Phước đặt mình là 5 kg chuối, 3 kg chuối nhà gừng và 2 kg chuối không có mè mà có gừng, mỗi bịch là nửa ký, chị đặt mình là nửa ký, mình cho vô thùng. Chuối mè gừng thì mình để ở dưới, chuối không có mè có gừng thì mình để trên. 6 bịch chuối mè gừng. Nhà gừng thì nó có gừng nhiều dễ biết. Ờ có mè nhiều dễ biết á, mè nó nhiều. Còn 4 bịch không có mè nè. Nó có lộn 1-2 hộp tại vì mình làm này cái nó dính qua 1-2 hộp. Bốn bịch không có mè mình để trên. Này mình ướp nhiều gừng. Rút vô hết trơn. Rồi thùng chuối mình chuẩn bị xong hết rồi. Chị ở Bình Dương, mình xin lỗi chứ không phải Bình Phước. Mình coi lại địa chỉ rồi, là Bình Dương, ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Mình cảm ơn chị rất là nhiều. Mình chúc cho chị và gia đình luôn luôn vui vẻ, vui vẻ, sức khỏe và ăn món chuối của mình thật là ngon miệng. Mình vinh cái bụi dáng mà dời lên đây để mình lót cái gạch ở dưới đây nè. Giờ Thảo chuẩn bị lấy làm cái lót cái nền ra đây cho mình nè. Bữa nay mình chưa thợ chú Phong. Thợ Phong này đắt ghê luôn. Ủa mời làm mẫu đâu chú Phong? Làm mẫu Trên Mỹ Khải hả? Dạ, biết sao biết không? Nghe thằng Minh. Minh đóng dừa. Nãy nói nó có hai củ hủ dừa, nó đem xuống với nó đốn cho ở khỏi cây dừa. Bắt cầu á. Bắt cầu qua. Bắt cầu qua làm mẫu. Nó nói gì? Minh á. Mời em chú hả? Giờ nè, hồi nữa nè, nó đem xuống nè. Nó... nó xuống nó đốn cây dừa cho bể khởi á. Thấy không? Bắt cái cầu, nó chuyển cái dừa.
lớp gạch ba thằng qua thôi, làm như gạch ba tấc á. Đó là cái gạch này nè ha. Gạch ba tấc á. Nè, thứ gạch này tam cấp nè. Nhưng mình loại gạch nhá. Vậy là cái thằng nước một thước với 1.5 thước. Làm theo chẳng gạch chứ không có dán lên luôn á. Mà đều thước gỗ để chẳng à, cái kia quả là chính tắc hoặc mét 2 mới chẳng được. Vậy hả? Để mà thức, làm chớ rộng rộng á. Với giờ dán gạch. Thước gỗ đâu chẳng gạch vậy. Thì em nói ông mà không được với mét 2 chính tắc được nha. 3 9 3 1 3 5 18. Mà cái nước ở dưới đó nước mặn coi. Rồi. Nước ở sông nó nước mặn coi. Nước mặn hơn, nước mặn không? Sánh nước mặn. Coi. Đây. Nước dưới nước mặn á. Cho nó đựng trọc. 1.5 ở đây nước cây giả lại cây. Mấy cái thời còn bây giờ 1.8 1.2.1 mà chẳng gạch luôn. Không có, mình còn cắt dán lên đó anh chị. Cắt không? Cắt dán mấy cục gạch nữa anh chị. Gạch nghiêng mà chắc nghiêng, miếng nghiêng. Thì mới mua rồi. Giờ cái nạn là chẳng ai nạn nguyên luôn á. Nguyên luôn rồi, nó không có cắt gạch đó ha. Rồi đâu giờ bao nhiêu đâu không? Nếu mà chiều ngang 1.5 là được nè. Rồi bây giờ mặt 1.8 hoặc 2.1. Rồi vậy 1.8 đi. Ủa 2.1 đi chứ 1.8 nó giống. Bên ngang mấy 1.5 vậy? Rồi 5 viên, rồi kia 7 viên. 1.5, 2.1 cho nó chẳng gạch, nó không cắt á. Vậy bữa, vậy đi. Bề ngang ra chút nữa. Không chút nữa phải ra thêm cho đủ con viên gạch nữa đó. Là nó nhiều á, viên gạch nó ra 3 tấc đâu thấy chú không? Dạ, là 1.8 lần là 2.5 được rồi. 8 nó ra tới 7 viên, nó còn ra 1 viên thành 7 viên ha. Ừ. Vậy là 1.5 với 2.1 được rồi. Nó chiều dài nó thuận hơn. Chiều dài bên mình ngồi được nhiều người ha, phải được nhiều người ha. Vậy là mấy mấy vô có làm vuông với cũng nhiều người nữa. Vậy là mấy hư gạch. 35 viên. 35 viên gạch. Vậy cũng 3 mét à. Đây một hồng đó là 11 viên thì nó thêm 2 viên chứ cứng 3 mét chứ. Rồi cái gạch dán vòng vòng nữa, dán vòng vòng chừng bao nhiêu viên nữa? Cái gạch dán vòng vòng nữa. Một viên cắt được nhiêu? Một viên cắt được bao nhiêu? Cắt 3 ô hả? Ờ. Đây là viên thành là được 9 tấc hả? Viên 9 tấc mà này tới 7.2 á. Vậy cho 8 viên đi. 8 viên nhiêu? Rồi hút chào ơi. Thôi ba. Trời ơi. Gậy á, gậy rồi. Ông ba. Ông ba gì? Anh gặp đường đang nhìn. Ông ba đang đang nhìn. Ai đấy? Ngoan quá. Ông ba đang đang nhìn. Ông ba. Mình leo lên cái vỡ cái bóng đèn xuống. Mình có bắt cái nồi nước nóng nè.
trộn cho săn thịt lại, cái mình đem ra mình rửa sạch cái lại, rồi mình bỏ cái nước này bắt lên cái nồi nước khác để mình nấu hủ tiếu. Cho vô mình nước nóng, nước thà nước mưa hay nước lạc gì mình nấu mình để muối vô nó ngon. Còn bữa mình nấu mà nấu cháo mình quên nấu nước mặn, ăn nước mặn chát. Giờ mình cho xương vô để mình nấu ra nước ngọt. Mình cho vô nồi nước hủ tiếu mà miếng đường khoèn mình cho nước mình nó ngọt nó ngon. Mình sắc thịt kia nè, tôm này mình luộc mình lột không à. Mình sắc mỏng mỏng thôi, mình để vô nước mình trụng cho nó ngon. Chạy tối ngày mà phải sáng bảy giờ chạy mình một giờ hơn. Nhìn cho nó cây rồi. Từ qua đây luôn quá hả? Dạ. Chạy đâu bển sắc bển. Có kéo kéo đời em tại này chạy xe xuống. Ôi đi xe kéo ngay cầu với cái kia đi xe kéo. Giờ mình tổng hủ tiếu này. Mình tao làm dắt rất sẵn rồi. Vớt mì hủ tiếu thì mình trụng xong à. Xin mà nội làm sao rồi? Xin mà nội ăn được phải không? Dạ. Đâu khoanh tay lại xin mà nội về. Xin ăn đợi luôn ăn đâu? Ăn thơ hả? Dạ. Xin là trong ngoài rồi. À, cảm ơn bà nội. Ngon thiệt. Ngon thiệt hả? Ủa ai chết không biết luôn hả? Dạ. Nó xéo mực ra. Cho ổng cửa. Cho ổng nữa hả? Dạ. Nè. Em cho ổng nghe nè. Ổng miền á. Ông thèm ăn rồi. Mà đâu quá, mở con cá cho ạ. Mực này mềm ngon quá. Mình cho giá vô nè. Mình cho thịt mực tôm vô tô. Cái
Rồi giờ mình cho nước hủ tiếu vô. Mình cho hành hẹ vô nè. Cho hành phi vô. Tiêu mình đem để ai ăn thì để vô. Rồi mình mời mấy ông thợ nha. Mình mời cả nhà lên. Mình mời cả nhà cũng ăn với mình nha. Ngon lắm. Chưa ăn biết ngon này. Đây, nghe mùi thơm à. Để ớt là giỏi, hút giỏi quá. Bà ăn chiếu đi. Con không bưng vô chiếu con thấy quá. Không vậy luôn. Rồi, chờ Nghi ăn luôn. Cái coi. Miếng lạc cho ăn nước mắm vô thêm. Bà ăn chiếu đi. Ba ăn kiếm đi. Rồi, thôi, được rồi đó. Có khô mực. Đâu đây? Đâu đây đi? Ăn đâu đây? Ăn đâu đây lộ găm? Không. Ăn. Đây, 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 ăn gì? Vô mấy cơ con. Hết rồi. Cái này nè. Ừ, đó, đâu đâu có. Tới dâu tây đâu có, tao dưới cái hình mà con. Hết rồi. Ừ, dâu tây đâu có đâu. Hết rồi. Này mất tép kẻ hay đừng kẻ không chú không? Dạ. Không có tép kẻ không? Không, con nói con lót hết rồi. Phải không? Dạ. Nó khít thế gậy luôn ha? Dạ. Để từ chú không chú lót gạch thế mà. Mình mua gạch này nó có nhiều cỏ vậy. Không, cái nó không có rẻ. Có cây. Đẹp ạ. Đẹp không? Đẹp. Này coi nổi ha. Màu cũng được. Vậy mình chơi cho mình vô lên cơ có hình. Mà vừa thử cái này nó lên hình. À, hình vòng tròn á. Gấp lại hình hình vòng tròn đẹp. Ơi. Hấp cải liền đi vậy? Cải lại hình đi vô chơi. Hấp cải liền đi chơi đẹp ha. Dạ đẹp ở đẹp lắm. Đẹp không? Đẹp ông đẹp. Điện đây chạy. Ông ngu hả? Ừ đừng bước xuống đó. Ông ngu hả? Ừ. Bao dịu ông ngu hiệt. Dịu hiệt. Đẹp đẹp ha. Dịu hiệt. Ông mua hả? Con nãy ra thấy bàn lâu quá rồi, biết hết mệt. Để đâu? Hả? Thợ lót xong hết rồi nè. Để cái bàn lên để uống nước luôn. Đẹp ghê, đẹp luôn. Sáng tưng à. Phong làm quá đẹp.